Xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa là một tình trạng thường gặp trong các phòng khám đa khoa, bệnh viện và thậm chí là cả nhà thuốc. Thì xuất huyết tiêu hóa ta sẽ phân làm hai trường hợp, một là xuất huyết tiêu hóa trên, tức là từ trá tràng gốc tray trở lên trên miệng, và thứ hai là xuất huyết tiêu hóa dưới, tức là từ gốc tray trở xuống hậu môn. Xuất huyết tiêu hóa trên sẽ có các triệu chứng như sau. Nếu mà xuất huyết tiêu hóa dưới 6 ml thì ta sẽ không có triệu chứng gì trong phân hết, và nhiều khi người bệnh sẽ không biết là mình bị xuất huyết. Nhưng đôi khi nó lại gây thiếu máu và chúng ta sẽ phát hiện được trên huyết đồ. Nếu xuất huyết trên 60 ml thì khi đó phân sẽ có bắt đầu có màu đen. Nếu mà xuất huyết ít thì phân sẽ khuôn, và xuất huyết nhiều thì phân sẽ nhão và có thể đến lỏng và mùi khắm. Nếu các một bệnh nhân đến với các bạn, đến với bệnh viện với triệu chứng là phân nhão khắm, lỏng khắm, thì khi nào bệnh sẽ lui, các bạn sẽ nhận ra hai triệu chứng. Nếu mà bệnh lui thì thường đến hạn ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba và phân vàng, một là phân vàng hoặc là hai phân đen nhưng mà đóng khuôn, thì ta sẽ hiểu là bệnh khi đó đã thuyên giảm rồi. Nhưng nếu mà phân vẫn nhão hoặc lỏng mùi khám thì có nghĩa bệnh sẽ chưa thuyên giảm. Tuy nhiên chúng ta phải cần phân biệt với một số trường hợp. Nếu mà bạn ăn những chất mà có sắt á, hoặc là như huyết chẳng hạn, huyết huyết heo, huyết gà á, thì phân vẫn có màu đen như thường. Hoặc cả những thuốc, những chất có màu đen á, thì khi này không phải là huyết xuất huyết tiêu hóa mà chỉ là bệnh nhân màu của thức ăn thôi. Trường hợp thứ ba là xuất huyết ồ ạt. Khi này phân có thể màu đen và lỏng mùi khám, nhưng cũng có thể là trở lại màu đỏ sẫm, tại vì cái lượng mà máu ra quá nhiều. Ví dụ như trong trường hợp giảm vỡ động mạch thực quản thì cái lượng máu mà bệnh nhân nôn ra một lần hoặc là chảy một lần đến khoảng 1-2 lít lận. Cho nên bệnh phân có thể quay lại màu đỏ sẫm. Nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa trên thì bốn nguyên nhân thường gặp nhất chính là hội chứng Mallory West. Hiểu đơn giản thôi là nôn nhiều nên ra thực quản, cũng có thể ho hoặc là thoát vị. Thì các bạn biết là trong dịch vị, trong dịch tiêu hóa là có pepsin và HCL đúng không? Thì chất này là một chất tiêu hóa, khi nó tiếp xúc với thành thực quản thì nó sẽ gây loe thực quản, và khi đó khi nôn quá nhiều thì người ta sẽ bị ra hội chứng này. Cái hiện tượng này thường gặp giả dụ như các bạn bị say xe hoặc là say do rượu thì các bạn sẽ gặp hội chứng này. Cách điều trị say do rượu thì các bạn có một cách rất là hay, đó là mình sẽ giả nát gừng ra và đắp lên đỉnh đầu á, để trong vòng khoảng nửa tiếng sau thì nó sẽ có hiệu quả. Trường hợp thứ hai là giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Thì sơ gan là nguyên nhân thường gặp nhất, khoảng 10% còn lại cũng có thể do ký sinh trùng hoặc các nguyên nhân khác. Thì với một bệnh nhân nghiện rượu da vàng và vào cấp cứu với trường hợp là nôn máu ồ ạt nhiều đến 1-2 lít thì nghĩ ngay đến giãn vỡ tĩnh mạch thực quản do sơ gan. Trường hợp thứ ba là rết dạ dày tá tràng. Đây cũng là trường hợp nhập viện nhiều nhất. Thì đối với cái trường hợp này chúng ta phải sử dụng các thuốc mà kháng lại axit đường ruột, giống như là PPI và phosphologen chẳng hạn, antacid á. Xin hoặc là PPI, simetidine cũng vậy, không được. Thứ tư là u lành tính và ung thư. Thì các bạn biết là u lành tính và ung thư khi mà nó đã phát triển đủ lớn á, nó bắt đầu tàn loe ra và nó gây chảy máu. Thứ hai là xuất huyết tiêu hóa dưới. Nếu mà phân có lẫn máu thì các bạn có thể nghĩ là xuất huyết tại đại tràng, giống như là bệnh Crohn chẳng hạn, hoặc là viêm loét đại tràng cấp tính hoặc mãn tính. Nếu mà đi phân rồi mới có máu thì chúng ta sẽ nghĩ đến trĩ. Và trường hợp thứ ba, nếu mà phân có máu lẫn nhầy và mủ thì phải nghĩ đến nhiễm khuẩn, ví dụ như là lị amip do Histolytica M13 hoặc là do Shigella, nhiễm khuẩn Shigella hoặc là E. coli chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến trường hợp này.